đã là ngày cuối tuần rồi, thì mình lại có những cái chuyến đi chơi, đi vòng vòng để mua đồ này nọ rồi để mình chuẩn bị về Việt Nam. Và buổi chiều thì mình sẽ đi xuống downtown để mình chụp ảnh. Thì hôm nay nắng ở chỗ downtown mình á, khi mà nắng xuống nó vàng rất là đẹp. Hy vọng hôm nay sẽ có cái nắng vàng đó. Bây giờ thì chờ các bạn cùng theo mình đi chơi nhé. Các bạn thấy là mọi người đang làm việc ở trong rất là đông. Hôm nay in and out là cực kỳ đông luôn. Vì hôm nay thời tiết rất là tốt nên mọi người ra đường cực kỳ nhiều. Mọi người đang ngồi chờ nè. Ngồi chờ rất là đông không? Ở trong cái chỗ đó là phải khoảng gần mười mấy người đang làm việc rất là cực lực. Thì mình đang đi vô cái khu đồ của Nam. Và ở đây bán rất là nhiều đồ của Nam. Và những cái đồ này là hàng qua mùa, nhưng mà không quá rẻ nha mọi người. Cái cửa hàng này là đặc điểm là qua mùa nhưng không quá rẻ đó. Thì ở đây cái khu này nó bán là những cái khay nè, rồi những cái ổ cắm sạc điện, rồi bên này là tất. Nó sẽ bán theo khu đó. Bên khu này là nó sẽ bán quần áo. Là ví dụ như là cái áo này trị giá là 21 đồng thì bây giờ nó chỉ còn bán là 12 đồng thôi. Đó. Nó giảm nhưng mà nó giảm không quá nhiều, nó không phải là quá rẻ. Muốn rẻ hơn thì các bạn phải qua bên Rod thì nó rẻ hơn. Còn bên này thì nó rẻ vừa thôi, không quá rẻ. Đó. Nhìn rất là gọn gàng và mình muốn vô mua cái gì là nó sẽ có cái khu mình mua hết. Đây. Đây là nó bán những cái đồ cắt tóc, rồi cạo lông mũi, cắt móng tay đó cho nam. Còn bên đây là dầu thơm nè, các cái dầu thơm giá nó vừa phải, không quá mắc, 19 đồng à, 20 đồng giá nào cũng có hết đó. Đó, bên đây là phần gel, đây là phần gel bán đồ, có wax rồi có sữa tắm rồi tất cả mọi thứ luôn đó. Còn ở khu bên kia là của nữ. Như cái chỗ này đang sale nè, 9 đồng. Đồng giá 9 đồng hết nè. Đó. Chơi cho em bé rồi những cái đồ sơ sinh trẻ nhỏ rồi đó. Những đồ này là đa số là giảm giá. Cũng ok. Mình sẽ mua một số thứ ở trong cái khu này đó. Ai muốn tiết kiệm tiền cho em bé thì cứ vô đây mua, để giống như là em bé thì còn nhỏ chưa lớn, thì sau này còn lớn nhanh nữa thì mình mua những cái đồ nó vừa phải để tiết kiệm tiền. Còn nếu mà ai có nhiều tiền thì mình có thể mua những mặt hàng nó khác hơn. Ai mà mở những cái dịch vụ khách sạn hay Airbnb á, các bạn vô trong những cái chỗ Ross hay chỗ này nè, các bạn mua tiết kiệm được rất là nhiều chi phí. Ở đây mình thấy bán đồ nội thất rất là đẹp luôn. Giá 100-200 đô cũng có, rồi giá mười mấy đô, 20 đô, 30 đô cũng có. Rất là nhiều. Đó. Mình mỗi lần mình vô trong đây là mình cứ cảm giác là mình muốn xây một cái nhà rồi mình bỏ đồ vô đây. Đó, rồi mình trang trí, hoặc là mình xây dựng một cái khách sạn, sau đó là mình mua những cái đồ này về để mình trang trí. Quá đẹp luôn mọi người. Đồ nội thất ở đây là cực kỳ đẹp. Giá rổ rồi nè, 7 đồng, 8 đồng, 9 đồng là 101, 102, 200. Nếu mà mình mua để trang trí một cái nhà thì nó cũng cần rất là nhiều đó mọi người. Nhưng mà cái hay là mình có rất là nhiều sự lựa chọn cho cái concept màu của cái nơi mà mình ở, cái chỗ mà mình đang kinh doanh đó. Đây là phần khung hình nè. Đây, bây giờ thì mình đã mua được hai cái chai nước hoa rồi. Mình qua bên khu vali. Ở đây bán khu này nó bán rất là nhiều vali. Nếu mà các bạn không muốn mua một cái vali chỉ với giá cả phải chăng á, thì các bạn có thể vào đây để mua, hoặc là Ross, giá rất là hợp lý, khoảng 60-70 đồng một cái.
chất lượng cũng rất là tốt chứ không phải là quá tệ. Mình cũng để vô đây mình mua một cái vali rồi. Mình đang để ở nhà và cái vali đó thì mình nó khoảng là vali tầm trung để mình bỏ đồ để mình ký gửi. Thì nó rất cũng khá là chắc chắn chứ không quá chứ nó cũng khá là chắc chắn chứ không phải là chất lượng quá tệ. Đây khu này là bán mấy cái túi ngủ nè, mấy cái gối ngủ cho mình nè. Nhìn rất là đẹp đúng không? À, túi xách quá trời, túi xách đủ loại túi xách hết luôn. Có hai finger nè. Đây, có cả hai finger nè. À, qua mùa nhưng mà không phải rẻ nha mọi người, không có rẻ, nó chỉ sale khoảng 20-30% cái mặt bằng giá thôi. Có những cái đồ nào mà nó lâu quá thì nó sẽ sale với cái mức giá là khoảng 50%. Đây, cái lúc mà mình mới vô là mình thấy một cái gian hàng bán còn là đồ của thỏ thôi. Thì thường là những ngày lễ thì ở Mỹ thì họ sẽ trưng những cái đồ mà của cái ngày lễ đó ngay cổng vô để cho mình mua. Và cái ngày đây là cái ngày Easter Day đó, toàn là thỏ thôi, ngày của thỏ đó. Đó, còn ngoài đây này, ở đây là cái cổng. Bây giờ mình sẽ đi ra, mình đi về, mình kiếm đồ ăn hay là mình đi đâu đó tiếp. Đó, những cái mò để các bạn thấy đã không? Ở đây có chợ, có bán đồ cũ, bán đồ mới có hết. Đồ ở TJ Maxx thì cái chất lượng nó tốt hơn, nó mắc hơn chút xíu, nhưng mà thì tiền nào của đó thôi. Mình ham rẻ thì chất lượng nó hơi thấp, nhưng mà cái giá ở TJ Maxx là mình thấy nó trung bình, nó hợp lý đối với những người mà có thu nhập trung bình là khoảng, nếu mà bạn làm việc khoảng 2.000 đô, 2.500 đô, 3.000 tháng thì bạn có thể vô đây mua. Bây giờ là mình đang đi rửa xe. Thì gần cái tháng này cái xe mình đã chẳng có rửa gì hết. Nên vào tháng nay, nên bữa nay mình đi rửa xe, hôm nay rất là đông mọi người. Bây giờ mình bắt đầu mình vô mình mà lựa chọn mấy cái kiểu rửa. Giá của nó là 10, 15, 20. Thì mình chỉ rửa 10 đô thôi. Không cần phải rửa sạch. Nếu mà mình muốn rửa thiệt sạch đó, thì mình bỏ thêm tiền để mình đi rửa tay thì nó hay hơn. Bây giờ mình rửa nhanh thôi. Đó, tiền vô đây, nó ăn tiền rồi nè. Dạ, dạ chưa. Bắt đầu đi vô đây, anh chịch rồi. Chịch xà bông lên cho anh để đầu cái máy vô nó rửa luôn, khỏi cần phải chịch xà bông nữa. Đi ra mình hút bụi nữa là xong. Đi đây. Đi đây, đi đây. Nhìn kia à. Ngang, để ngang mặt lại.
ơi, nhảy xuống nha. 1, 2, 3. Mình sẽ đi tới một cái chỗ cuối cùng của ngày hôm nay, là cái chỗ mà lễ hội cái đây gọi là một cái tổ chức một cái ngày cho các trẻ nhỏ để tới ngay chỗ này và vẽ những bức tranh ở trên cái nền. Đây thì mình sẽ đưa cho các bạn xem nha. Đây thì ngày hôm nay thì rất là vui, nhưng mà mình không có vô được. Tới bây giờ bắt đầu là đã chiều rồi thì mình mới vô được. Đây là những bạn nhỏ vẽ nè. Ồ, rất là đẹp luôn á mọi người. Ồ, rất là đẹp. Đây là lúc nãy mình chạy trên đường là những bạn nhỏ vẽ nha, chứ không phải là người lớn vẽ đâu, mà rất là đẹp. Ồ, quá đẹp. Ồ. Ồ. Cái này hình như là người lớn vẽ đâu mọi người, chứ những cái hình nhỏ nhỏ như bên này thì là mới là những cái bạn nhỏ vẽ. Còn những cái hình ở giữa thì là người lớn vẽ. Lúc nãy khoảng 12 giờ 1 giờ trưa á thì nắng rất là nhiều, rồi mọi người ra đây chơi rất là đông. Nhưng mình ghé vô không được. Còn bây giờ thì mình ghé vô thì bắt đầu đã tàn rồi. Đây là hình chú chim phượng hoàng của Phoenix này. Quá đẹp. Qua bên kia thôi. Đi cái lai giữa nè. Rất là nhiều hình ảnh, đủ loại, đủ màu sắc, rất là sáng tạo. Đây hình của một cô gái và một chú cáo đây. Vào đây thì mới thấy là bộ trí tưởng tượng của những cô bé, cậu bé rất là dữ dội. Ồ, đây có một cái hình cô gái nè. Quá là đẹp. Ồ, quá đẹp luôn con này bạn. Ồ. Thì cái chương trình của ngày hôm nay thì mình đã kết thúc rồi. Đó, thì ngày hôm nay mình cũng đi khá là nhiều chỗ. Thì mình muốn chia sẻ với mọi người là như vậy. Thì cảm ơn mọi người thì thời gian qua đã xem những cái video và ủng hộ những video của mình. Và nếu thấy hay thì các bạn hãy cho mình một like nhé. Và các bạn hãy đừng quên subscribe cho mình nữa. Và để mình có những video mới thì các bạn sẽ có thể theo dõi được. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.